Lễ bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước và đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đã được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước. Tổng Bí thư tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao, bầu nhiệt huyết và kinh nghiệm công tác thực tiễn, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Võ Thị Ánh Xuân sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc mới, có những chỉ đạo sâu sát, kịp thời, hiệu quả để Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, đổi mới sáng tạo, xây dựng Đảng bộ và cơ quan vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nhiệm vụ công tác mới là vinh dự cao cả, nhưng trách nhiệm cũng vô cùng nặng nề. Chủ tịch nước mong luôn nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan trung ương, địa phương, sự ủng hộ và hỗ trợ, đồng hành thường xuyên của cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước, trong đó công tác tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước là rất quan trọng. Phát huy truyền thống đoàn kết, tham mưu giỏi, phục vụ tốt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn và tin tưởng cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn thách thức, giành được nhiều thành tích hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.